Hàng xóm nhà anh mới mổ heo hả? Hàng xóm nhà anh mới mổ heo hả? Không, nó mổ bò. Mổ bò. Còn cái này là chiều nay là có tiệc. À. Đó. Nhưng mà này tôi mua được ít lòng mà gọi là lòng. Ủa sao không có lòng bò? Tôi nói cái gì? Tôi kêu hàng xóm mổ bò. Thì hàng xóm mổ bò liên quan gì tới tôi mua lòng? Tưởng anh qua anh phụ cho ít bộ lòng chứ. Không đâu. Tôi quê cái gì chị mà gọi là khi mà tôi phụ nó từ lúc 3 giờ sáng mà phụ tới 8 giờ trưa. Ừ. 8 giờ sáng chứ hả? Ừ. Mà nó cho tôi được có một miếng lòng nhỏ cần cơn chén. Tôi quê từ đó giờ tôi không phụ nữa. À. Quê chấp nhận bỏ tiền ra mua ăn. Ừ. Đúng không? Mới được một mớ lòng gọi là lòng ngon. Ừ. Lòng già. Đúng không phải cái gì? Lòng dày. Ừ. Chiều nay có tiệc. Chiều có tiệc. Đây. Tôi sẵn là tại vì lúc mà có tiệc thì có ông sếp. Ông nói chiều nay ông thích ăn lòng rồi nọ, cái tôi cũng nổ. Tôi nói là trời ơi, nói về lòng tôi, nó có một thằng chăn bò gọi là lọc chăn bò, nó luộc cái lòng đó gọi là cực kỳ ngon luôn, thiệt cực kỳ ngon. Chiều nay ông luộc giùm tôi nha. Luộc lòng thì anh đổ nước vô anh luộc thôi. Không, đổ nước luộc cái chuyện bình thường thôi. Thứ nhất vấn đề gọi là ông có để cái lòng mà khi mình bỏ vô mình luộc, cái thứ nhất là nó đen. Đúng rồi. Cái thứ hai là cái lòng nó teo. Đúng rồi. Cái thứ ba lòng khi ông ăn nó không có giòn. Đúng rồi. Nó dài dài. Đúng không? Đúng rồi. À, thử. Nghe đó ông hay vô đó, ông không. Mưa thì đem chia sẻ cho. Ừ, cách để mọi người luộc lòng bao ngon luôn. Em nói thiệt chứ, mọi người coi clip này, mọi người luộc lòng mà không ngon á, không lấy tiền. Thiệt luôn, cách để mọi người luộc lòng bao ngon luôn. Còn cái cách sơ chế rửa lòng thì mọi người coi lại clip kia, em hướng dẫn kỹ lắm rồi. Ok. Bây giờ anh chuẩn bị em một nồi nước sôi đã, với sẵn cho em một khâu nước đá nha. Ok. Bây giờ chia sẻ mọi người nha, thường mọi người luộc lòng á, mọi người sẽ nước sôi mọi người cho vô là lòng mọi người sẽ ngon nhất đó, cái clip trước em chia sẻ. Nhưng mà mọi người muốn cấp độ cao hơn nữa, muốn ngon hơn nữa, lý do mấy ông mồi bếp nhà hàng người ta hay màu mè là như vậy, màu mè nó mới ngon. Thì nhìn đầu tiên nước sôi đúng không, thì mọi người sẽ lấy lòng mọi người trụng vào đây. Đồ mà tôi cũng không tin tưởng. Không, không tin thì anh làm thử một miếng thôi. Thiệt, nhiều cái tin tưởng, nhiều cái không. Không thì cắt miếng thử đi. Cắt miếng thử đi. Chứ cái vụ mà bữa hổm ông nói là cứ ra ngoài đó nói anh ơi anh cái gì cô gái gì cứ ra cứ nói một câu là anh ơi gì, em ơi anh thích anh thích em, cuối cùng ra nó sáng đôi dép cho mặt tôi đó. Ở sẵn luôn, anh cắt miếng đó anh dục vô trước luôn, tí mà anh so sánh hai miếng luôn. Ok. Anh dục vô trước cái đó luôn. Miếng này là miếng luộc chay thôi nữa, rồi à. Miếng mới này nè. Hai miếng nào cũng được. Đó. Đó, okay. Sau khi mọi người nhúng vô, giờ anh chọn miếng nào cũng được các tùy anh. Này đúng không? Rồi, mọi người nhúng vô. Đó, sau khi nó vừa sang lại. À. Rồi mọi người sẽ mang ra mọi người nhúng vào nước đá liền. Đó. Rồi, nhúng xong, mọi người đã rồi mọi người bỏ qua lại. Là nghĩ cho nó nguội đi vậy. Đúng rồi. Chi trời. Rồi mọi người qua lại. Ê, rất nữa. Nếu mọi người luộc từ đầu lên á thì cái miếng lòng mọi người sẽ không có giòn, nhưng mà mọi người luộc từ sôi lên á nó sẽ phồng, nó không bị teo, nó không bị đen. Rồi thằng này bỏ lên nữa hả? Lại tiếp. Rảnh gì trời. Chứ nó cực vậy nhưng đổ lại rất là ngon. À. Tí anh ăn thử anh biết được. Thì cứ cho nó nguội bắt đầu cái bỏ tiếp. Đúng rồi. Anh làm cái nào anh cảm giác nó chín thì thôi. Phải nước sôi đúng không? Đúng rồi, phải nước sôi. Ăn cái miếng lòng nó sẽ mềm. Nó không có dai, nó mềm giống như là nói chung là cái anh ăn thử anh biết. Đó. Tôi xào cho nó nóng rồi chấm lại. Tuy hơi cực á nhưng mọi người cứ làm đi không sao đó. Muốn ngon phải chịu thì chứ sao vậy? Nói chung là mọi người cũng không cần đếm 60 giây đâu, mọi người nhúng vô một cảm giác nó nóng, nó săn lại là mình mang liền. Vậy là cho nó nóng cái miếng lòng mà được rồi. Nóng cái lòng mọi người ăn liền. Mà tính ra luộc nước sôi cái lòng không, nó rất là trắng. Ừ. Là cái lòng nó kiểu nó không bị teo. Đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn có hơi dai một xíu, nhưng mà lại luộc cái này á sẽ không còn dai, nó cháy rất là nhẹ và cắn mấy lòng nó giòn tan à. Cảm giác giống như là miếng lòng bị người ta luộc đi luộc lại nhiều lần đó. Đó, anh kia làm đi làm lại làm tiếp liên tục vậy đó. Làm chính là ok đúng không? Ừ. Cái cuối cùng là mình bỏ đây là mình lấy ra ăn phải vậy. Đúng rồi. Đó tiếp. Rồi nhúng vô. Thằng này chín rồi đó. Đúng không? Này là chín rồi đó. Cá thử nha.
tại vì mọi người luộc hết từng lấy miếng, chứ nếu mọi người mang hết một cục này mọi người chúng qua chúng lại thì rất là nhanh, nó không có lâu. Đó là xôi để mang chúng tiếp, chắc làm lần nữa được. Lần này lần nữa được, ok rồi. Lấy cái gì đó làm bằng nữa là ok nha. Nó sôi lên cái là được rồi. Đó, tí hai miếng mọi người so sánh. Cái miếng kia đã ngon rồi, miếng này còn ngon hơn. Còn luộc lòng mọi người luộc từ nước lên thì nó xuống nó không ngon, nó dai nó không ngon, với lại nó thâm nó đen, nó không bao giờ mà nó phồng. Nó teo tóp. Nó không có ấy nè, nó không không có teo, thứ nhất nó trắng. Thật sự nói chung mình cái gì nó cũng có một cái bí quyết của nó chứ. Từ khi mà ông thầy ta qua đa của ông đi đi rồi, ông để lại nghề cho ông rất là nhiều luôn. Ông chuyên gia nấu ăn trong bún đêm. Bún đêm chết hết mà ông vẫn còn. Không bao giờ hết được bún đêm. Trừ khi nào mà không có khi nào mà mặt trời không lặn thôi, mặt trời đã lặn phải có bún đêm. Rồi xong nha. Rồi. Dạ. Đó mọi người mang qua đây. Rồi, miếng kia cũng chín luôn rồi phải không? Đúng rồi. Rồi hãy bắt Katia ăn hai thử miếng hai miếng lại biết. Thấy không? 22 miếng khác nhau rồi. Mình lòng có nào miếng nào cũng trắng như nhau hết. Cách luộc là đã chuẩn rồi, nên là chuẩn hơn, nhưng mà ăn là mọi người biết. Ăn là cái biết cái nào đúng không? Cái nào ngon hơn cái nào thôi. Thử cái miếng lòng mình luộc cách tự nhiên. Đùi, thịt miếng lòng nhìn đã. Mà nghe nói nó lòng 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 xe điếu từ đó giờ. Nghe nói là người ta nói 100 con heo đựng con. Mà mình cũng ăn được, không biết lòng xe điếu nó ra thế nào luôn. Thử miếng này nha. Muối tiêu thôi, chứ không cần nước mắm mà gọi là ấy đâu. Ngon. Cách luộc cho nước sôi lên phải ngon rồi. Nó cũng có độ giòn mà cũng dai. Nói chung là ăn cái này có răng tí xíu. Được. Còn cái này. Cắt là tôi phải hiểu rồi. Chấm chấm. Nó mềm hẳn em không? Ăn nó cắt liền. Đúng không? Nó giòn. Nhai cảm giác nhai giòn 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 rùm 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 á. Đúng. Nó nấu ăn ăn nhau ở biết biết đó, đó chia sẻ mọi người đây, cả mọi người làm sao mình luộc miếng lòng sao cho nó ngon hơn, nó giòn hơn, nó mềm hơn. Đó là mọi người cứ thay phiên nhau, nước đá làm ra là cứ thay phiên nhau liên tục đó, đến khi nó chín là mọi người ăn miếng lòng rất là tuyệt vời luôn. Và mấy anh nào mà rủ bạn vô mà làm bộ nhậu nên làm cách này để cho bạn ăn thử bí quyết rồi. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha.